Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến. Một khi nhắc đến sư Minh Tuệ, chắc hẳn chúng ta ai cũng có một cảm xúc khó tả ngay trong chính tâm của mình. Đối với nhiều người, sư Minh Tuệ còn là một biểu tượng, một bậc chân tu đáng kính, một ánh hào quang chiếu rọi trong sâu thẳm những con tim đang lòng đường lạc lối. Sư Minh Tuệ đã khiến cho bao người dấy lên trăn trở về ý nghĩa thật sự của đời người. Những người giống khắc khoải, thánh thiện, bình an, vượt lên ma lực của đồng tiền, quyền lực, ích kỷ, ngã mạn. Sư đã làm rúng động hàng triệu con tim người Việt Nam trên thế giới, cho người ta hy vọng về những gì tốt đẹp đang ngày một nở hoa, bất chấp mọi gam màu xấu xí đen tối. Những bông sen sẽ dẫn mọc lên trên đầm lầy, Sư đã khiến cho những tâm hồn ngáo và nghiện kinh sách, nghiện tiền bạc, nghiện tích lũy, quyền lực trở nên xúc động, tự vấn về bản thân mình, ta có đang làm đường lạc lối hay chăng? Pháp danh Minh Tuệ được sư chọn, không chỉ đơn giản là một tên gọi, mà còn mang ý nghĩa sâu xa thể hiện lòng từ bi và giác ngộ theo Đạo Phật. Minh có nghĩa là sáng suốt, còn tuệ là trí tuệ kết hợp lại tạo nên một cái tên con đường soi sáng thể hiện sự sáng suốt từ bi và trí tuệ những phẩm chất mà sư luôn nỗ lực đạt được trong suốt cuộc đời tu hành của mình sư minh tuệ tin rằng pháp danh không chỉ là danh xưng mà còn là lời nhắc nhở bản thân về giá trị của đạo phật ngài luôn sống đúng với những gì pháp danh của mình đại diện mang lại ánh sáng và trí tuệ cho mọi người. Đường phố Việt Nam chúng ta bây giờ không còn những ồn ào náo nhiệt, không còn những đoàn người đi theo một vị chân tu đầu trần chân đất, không còn những tiếng còi xe, những chen chúc xô lấn nhau để tới gần sư minh tuệ. Báo chí truyền thông cũng không còn tốn giấy mực để đưa tin về thời gian, địa điểm, những nơi mà sư minh tuệ đi ngang qua. Phía cơ quan chức năng địa phương không còn những lo lắng để đảm bảo an toàn trật tự xã hội. Mọi thứ trở về với hiện tại họ đang làm. Giống như Sư Minh Tuệ đã từng nói, ai về nhà người nấy. Có chăng còn lại là hình ảnh những bước chân không nghỉ của một bậc chân tu in đậm trong tâm thức của hàng triệu con tim, với lòng thành kính vô bờ bến đối với Sư Minh Tuệ nói riêng và Phật giáo nói chung. Kính thưa quý vị và các bạn, dưới đây là một trong câu nói hay như thuyết pháp của Sư Minh Tuệ làm lay động hàng triệu trái tim thời gian qua. Chúng tôi kính mời quý vị cùng nghe lại để cùng nhau chiêm nghiệm những giá trị cao đẹp mà Sư Minh Tuệ đã mang lại cũng như nhìn nhận lại chính bản thân mình. Thứ nhất, nghe lời Phật dạy rồi mình tin tưởng làm theo. Nếu mà mình hành trì như thế này thì được thành quả buông bỏ công đức của mình được an lạc hạnh phúc thì mới tiến lên được trí tuệ chứ mà mình không làm được thì mình không đạt được cái đấy mình kiên quyết đặt niềm tin ở phật làm theo lời dạy của phật mình biết bỏ cái này sẽ đạt được cái khác cái thành tựu to lớn hơn hai con đi tu không phải để cầu danh cầu lợi con đi làm theo lời phật dạy để con được cái trí tuệ giải thoát. Cầu quả trí tuệ ở Phật nên con mới quyết tâm con đi hành. Ngoài 13 hành đầu đà mà Phật còn dạy hành nào nữa thì con vẫn đi. Nghe trong kinh sách Phật dạy những gì là con làm theo cái đấy. Con phát nguyện tu hành đầu đà không những đời này mà nhiều đời nữa đến khi thành tựu quả trí tuệ thì thôi. Phát tâm bồ đề, tu hành vô thượng chánh đẳng chánh giác. 3. Toàn bộ tam tạng kinh điển của Phật như Bát Nhã hay là các loại kinh sách đại thừa còn đều học, tất cả đều nghiên cứu kỹ lưỡng. Mình hiểu được chỗ nào mình hiểu, chứ không phải mỗi kinh Nikaya là Phật thuyết. Còn những kinh khác nhưng mà mình không hiểu được thì mình nói không phải điều Phật thuyết cả, tại vì mỗi Phật thuyết mỗi người mỗi căn cơ Tùy đối tượng theo căn cơ đó, chứ không phải ai cũng nói giống ai cả. Bốn, cầm bát đi xin ăn là hèn hạ thấp kém, tại vì trong kinh Đức Thế Tôn cũng nói thế, ngài nói đây là nghề hèn hạ nhất, thấp kém nhất, đáng được quyền rủa nhất. Ôm cái bát trên tay, chạy chỗ này chạy chỗ kia để đi xin ăn, mình không phải là không kiếm được mà ăn mình cũng không phải là không có trí tuệ để làm mà ăn mình làm là theo lời phật dạy vì mục đích lý tưởng phật dạy để có trí tuệ để giải thoát vẫn biết đó là nghề hèn hạ nhưng mình vẫn chấp nhận mình không có sợ xấu hổ hay gì cả mình vẫn can đảm mình ôm bình bác đi khất thực kể cả họ chửi mắng đánh đập mình mình vẫn kiên trì để mình thoát khổ là tốt rồi. Năm, con xưng con là gì? Con là một người nhỏ bé. Con không phải là sư, không phải là thầy. Con là một người công dân Việt Nam học theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Con mong cho anh sau này thành Phật để con được đi theo con học. Tại vì bây giờ có thể anh chưa tu hành, nhưng mà mai mốt anh lại tu hành thành Phật sớm cũng nên. Vì vậy, kêu như thế cũng không có gì ảnh hưởng cả, như là một lời mong muốn anh có thể xứng đáng, không được thành Phật thì cũng thành vị sư, vị thầy giỏi hơn con để con được đi theo con học. 6. Mỗi người đều có một căn duyên, có một số phận không phải ai cũng giống ai cả. Có người thì người ta hướng tới xây chùa, để người ta giảng, hỗ trợ cho Phật tử nhiều hơn có người thì hướng đến con đường rừng núi hay là sống lang thang độc cư một mình không ai giống ai cả trên thế giới này tùy theo căn duyên thôi vị nào muốn học như thế nào thì học hay là thực hiện theo ý nguyện của họ chứ mình không bắt họ thế này hay là thế kia con không có gì nữa nên con không có sợ không sợ người ta lấy tiền bạc hay là lấy vợ mình tài sản nhà cửa xe cộ không canh mất cái gì cả, còn mỗi cái mạng đây mà họ muốn giết thì họ giết, có bộ y áo mà họ cần thiết lấy, họ vui vẻ thì mình cũng cho họ luôn. Mình không có gì nữa, nếu mà mình còn tài sản nhiều, còn luyến ái nhiều thì nó khổ. Phật dạy là ái luyến sinh sầu âu, ái luyến sinh sợ hãi, ai giải thoát ái luyến, sầu đâu sợ hãi. Mình bỏ được cái ác thì mình không còn sợ nữa. 8. Đối với con là con không hề nhận tiền bằng hình thức nào cả. Con không lấy tiền bạc gì của ai. Đấy là hạnh, đấy là đi hành đầu đà. Con cũng không có nhận quà, nhận chùa, nhận đất, nhận bò, heo. Nhận không có gì là giả. Con chỉ tự mình đi khất thực. Khi giàu được ngày nào thì hành ngày ấy. Tiền bạc thì đối với con không bao giờ con nhận, như điện thoại cũng không. Chính đi trên đường họ chửi mà con im lặng, họ khen chê gì con cũng thế. Chê khen gì cũng bình thường, tại vì khen mình cũng chả được cái gì, họ chửi mình rồi cũng đi qua. Đi trên đường có nhiều người có duyên thì họ bố thí, đó là công đức của họ nói chung là duyên nhân quả. Họ hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc. Nhưng con thấy khi người ta chửi thì không được như cho cái gì đó. Khi cho họ cười vui hớn hở, còn khi chửi thì toàn đỏ mặt với câu có không à. Hai cái trạng thái đó, con thấy nên ở trạng thái cười vui vẻ tốt hơn. 10. Ai Di Đà Phật là giới định tuệ. Phải có giới để tu hành mình phải tìm hiểu giới như thế nào, định như thế nào, rồi mình học, chứ không phải đọc suông như thế. Giới là không sát sanh, không nói dối, không tà dâm, không rượu bia, không trộm cắp. Cứ giữ cái giới đó chính là A-di-đà. Có định, có tuệ là A-di-đà Phật. Mình niệm như thế, mình phát tâm cái vô thượng chính đẳng giác, rồi mình sống bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tu thiền, tinh tấn sáu ba la mật phải làm cho được. 11. Con không học chú Đại Bi vì cái đó không phải là pháp hành. Chú Đại Bi chẳng hạn như họ đọc lên với mục đích làm gì? Tại vì để trừ tà ma hay trừ ma trừ quỷ để cho mình được an ổn. Chẳng hạn như giờ con thấy một con quỷ ở đó tới đọc thần chú để hại nó để mình được an ổn thì mình độc ác quá. Mình từ bi, mình hại họ, mình đuổi họ đi, để mình được an ổn thì đâu có được. Chẳng hạn như con quỷ nó nói, tôi muốn giết ông, không cho ông sống nữa. Thì nếu mình có câu thần chú đó, mình cũng không đọc. Nếu mình đọc cho con quỷ đó chết mà mình sống, thì không gọi là từ bi nữa. Nếu nó giết được thì nó cứ giết. 12. Con không có bảo mọi người đảnh lễ. Mọi người cứ sống làm điều thiện, giữ giới, sống bố thí, lương thiện là đảnh lễ rồi. Con thì không có bói toán, không có bùa phép bùa ngải hay là bất cứ gì cả. Con chỉ học giữ giới luật thôi, chứ không có thần chú ban phát, thần thông thần biến trị bệnh gì cả. Con chỉ tập học 13 hành đầu đà, con phải học cho được. 13. Để làm một vị trụ trì hay xây chùa to lớn đó thì tùy theo duyên của họ. Cái phước của họ họ mới có. Như con nghiệp nặng, phước ít, nên con phải đi theo con đường này để học đức đã. Khi nào mà đủ phước đức thì con chưa biết. Nhưng mà những vị như thế thì họ đầy đủ phước đức thì mới được như thế. 14. Mình giữ giới, đừng có nói láo, đừng có uống rượu bia, đừng trộm cắp, đừng sát sanh, đừng tà dâm, làm như thế là thuốc. Chứ con không có thuốc gì cả. Mọi người làm điều thiện thì mọi người có phước, làm điều ác thì mang nghiệp. 15. Con không có bảo mọi người đánh lễ. Mọi người cứ sống làm điều thiện, giữ giới, sống bố thí, lương thiện là đánh lễ rồi. Con thì không có bói toán, không có bùa phép bùa ngải hay bất cứ gì cả. Con chỉ học giữ giới luật thôi, chứ không có thần chú ban phát, thần thông thần biến trị bệnh gì cả. Con chỉ tập học 13 hành đầu đà, con phải học cho được. 16. Có người nói con lấy áo của nhà chùa để đắp y, thì kệ họ, cho họ nghi ngờ. Họ muốn cho là áo nhà chùa thì là việc của họ, mình không phải thì thôi. Họ nói gì mình cũng không quan tâm, tại vì mình có lấy của nhà chùa hay không chỉ mỗi mình biết, họ làm sao mà biết được. Nhưng mà mình cứ mặc phát nguyện cái hành của mình. Con không có dùng áo nhà chùa, áo của người dân cho, dứt giải đó để cho con nhặt, con cũng không lấy. Con chỉ nhặt những cái mà họ dứt, không phải vì mình hay là cái gì họ xả bỏ không cần thiết vì mục đích khác thì con mới lấy. 17. Địa ngục có cảnh giới của địa ngục do nhân duyên tâm của người này làm ác dẫn đến địa ngục. Khi tái sanh thì không còn địa ngục nữa. Địa ngục chỉ mở ra khi mình sát sanh trộm cắp làm điều ác thì hiện tại mình đã sống khổ rồi mà khi chết lại tái sanh vào cảnh giới địa ngục đó. Địa ngục nó là một cảnh giới Cũng như cảnh giới người Hay cảnh giới súc sanh Cảnh giới chư thiên ngạ quỷ Cảnh giới địa ngục thì Mình không nhìn thấy được Mình chỉ nhìn thấy cảnh giới con người Cây cỏ và súc sanh Còn các cảnh giới khác thì Mình không thấy 18. Con không bao giờ ngủ trưa Buổi tối con có ngủ ngồi Chỉ xin phép ngủ trong nghĩa địa Con không lừa đảo Hay vì mục đích danh lợi chỉ tạo mọi người có niềm tin làm theo lời Phật dạy. Con không hề nhận tiền, vì phát nguyện của con là để mọi người có niềm tin và học tập theo lời Phật dạy. 19. Có hôm con đi khất thực, họ hỏi ông đi đâu? Con nói con đi hành khất, rồi họ bảo, ông đứng đây tôi giảng cho ông nghe, rồi ông bảo sao không đi làm mà ăn, rồi đấm cho xịt máu mồm con cũng vui vẻ mong cho họ sống hạnh phúc rồi mình đi thôi mình gọi đây là nhân quả cái nghiệp như thế này thì mình cũng vui vẻ cho dù họ có lấy gậy hay là lấy dao cũng thế đó là do nhân duyên cũng chẳng qua là chướng ngại thử thách cho mình mình vẫn mong cho họ gặp điều tốt lành được hạnh phúc vui vẻ rồi mình đi thôi cho dù họ có hại mạng mình cũng thế 20. Thời Đức Phật thì có đi chân không? Trong kinh nói như thế. Trong tràng luật thì có người vẫn đi dép như tỳ kheo. Mọi người đọc thì sẽ biết. Như con thì không mang dép sẽ tốt hơn mang dép. Vì khi mình đi là để chánh niệm, biết đau chân để mình nhìn đường mà mình đi. Chứ mà mang dép thì cứ kéo lẹt xẹt. Mắt thì nhìn lên trên trời, chứ không lo nhìn ở dưới. Còn khi mình không đi dép thì mình lo nhìn xuống dưới để tránh bớt đá, gai nhọn mà không dẫm phải chúng sanh dưa kiến. Khi đi dép thì cái chân êm rồi nên cũng không lo nữa. 21. Mình ăn đồ ăn người ta cho đâu phải dễ ăn. Đức Thế Tôn nói, ăn đồ ăn khất thực nó giống như nuốt hòn sắt hay là mang cái áo của người gia chủ Chúng đó giống như lấy sắt nóng mà áp rồi quấn lên người hay là sự đảnh lễ cúng dường của người ta, giống như lấy sợi lông đua ngựa mà thắt chặt ngay ở đầu gối rồi xiết cho đứt da đứt thịt, đứt xương, đứt cho tới tủy rồi dừng lại. Như thế thì mình không dám, mình ăn đồ khất thực thì phải lo mà tu hành, mình mà không siêng năng tu tập thì mình về tự làm mình ăn Chứ mang cái nợ đó nguy hiểm Không nợ được 22 Con ngày xưa Cũng đi làm Nghĩ kiếm được nhiều tiền là hạnh phúc Nhưng mà không phải Ôm đóng tiền rồi vẫn khổ Cho dù anh ngồi trên đống vàng Rồi vẫn khổ Anh bữa sau nếu mà không tin á Anh đi hỏi mấy người giàu có Hỏi thử xem họ có hạnh phúc hay không Có người ngồi trên đống quyền chức Như vua rồi vẫn khổ mình thấy như thế nên mình biết thì ra hạnh phúc không phải là do nhiều tài sản hay là nhiều thứ khác mà hạnh phúc là không có cái gì cả mình thấy ai cũng tham cả mình không tham nữa nên mình vui vẻ họ có nhà mình không có nhà sẵn có nơi nào ở được thì mình ở rồi mai mình đi mất nếu mà có cái nhà thì mình phải ở đây để mình giữ kẻo họ phá nhưng mà con giờ không sợ mất cái gì nữa Kể cả cái thân của con bây giờ Con cũng bỏ Do mình sợ chết, sợ đánh đập Nhưng mà mình không sợ chết Không sợ họ đánh đập nữa 23 Con không có đệ tử Họ đi theo mình thì cũng không cấm Mình xem như anh em Chẳng hạn như Mình bát cơm thì phải cho họ bát cháo Mình phải chỉ cho họ Nhưng cũng vì cái duyên cái nghiệp ở đâu họ theo cái hạnh của mình. 24. Cảnh thần tiên thì con chưa thoát khỏi phàm phu được, chưa giải thoát được, vẫn bị giấc mơ chi phối. Nhưng không phải mơ ác mộng, mà là mơ an lạc. Nhưng mà mình cũng không thích, mình chán, mình mong đừng có mơ nữa, tại vì mơ đó là cái lạc, cái đó phải bỏ, cái khổ cũng bỏ, mà lạc cũng phải bỏ, vì như thế mới giải thoát nổi chứ không là khó lắm. Đi tu như này rất khó. Đầu tiên là cái gian nan mình không chịu nổi. Nó đau, nó sốt, nó cảm, nó đổ bệnh. Nghiệp trong thân nó ra. Khi đó mình phải học tập. Không dễ đâu. Nhưng con nghe theo Phật, Phật dạy là không có thất bại. 25. Ngồi thiền nếu mà đau đớn quá, càng cố ngồi mà càng bệnh tật thì không lên thiền. Ngồi thiền mà làm ít bệnh tật, ít đau đớn mà vừa qua được thì nên ngồi mà học tập. Tại vì thiền liên quan tới giới định. Giờ mà càng ngồi thiền càng bệnh thì do giới chưa nghiêm chỉnh. Mình học tập giới đã, làm điều thiện đã. Khi mà học tập giới nghiêm chỉnh rồi mà cảm thọ đau thì mình chiến thắng được bệnh tật thì mình nên làm. Còn mình không chiến thắng được thì mình không nên làm tùy theo trường hợp mà mình làm. 26. Mình bị hiếm muộn là do nhân quả, đời trước mình có con rồi bỏ, hay là cái gì đó, mình không có tôn trọng, giờ mình không có con nữa. Giờ kể cả có con hay là không có thì mình đọc tất cả kinh điển hồi hướng, đời trước mình như thế nào đó, nên đời này nó không tới với mình nữa. Nó lại sợ mình bỏ nó nữa, nên thôi mình có một cái nhân quả khác trong kinh tiểu hộ cũng nói là làm nhiều việc tốt việc thiện hồi hướng công đức rồi cũng được sinh con con cho họ đi theo lỡ họ mắc bệnh hay là bị đau chết thì họ tự chịu việc của họ đi là tự nguyện con không có đuổi mình làm cái gì là tự nhân quả của mình tự mình tu hành theo lời phật dạy thì mình cứ chấp nhận đi được thì quyền của họ. Tự họ muốn thì cứ đi, tại vì đường cũng không của riêng ai cả. Phật Pháp, Đức Phật cũng không của riêng ai cả, mà của nhân loại. Những lời dạy đó, ai muốn học thì học. Phật Pháp không phải của giáo hội, không phải của riêng Việt Nam. Ai muốn học thì cứ học, quyền tự do. 28. Con không có nhận tiền, con không có đi xe, xin được chỗ nào thì nghỉ chỗ đó rồi mai đi tiếp. Chừng này thôi là quá đủ với con rồi. Đến chỗ nào họ cho mượn tấm cắt tông hoặc cái gì trải sơ sơ để ngủ qua đêm. Con còn chưa học hành được tới đâu cả, còn nhiều lắm. 29. Từ khi mặt trời mọc lên vào buổi sớm, thuận duyên chỗ nào, khi nào họ bố thí đủ thức ăn thì con ăn khi đó, chỉ ăn trước 12 giờ thôi Sau 12 giờ là con không ăn nữa Con có cái nguyện là Ăn uống trong cái bình bát đó Nhiều khi đi khất thực mà họ không cho Thì mình không ăn nữa Mình nhịn ngày đó Tập học đến khi mà mình thấy Ăn uống không làm khổ Không chi phối mình nữa Họ cho gói mì không Cũng ngon rồi Quả chuối hay là cơm nguội hay đồ họ dùng dư họ cho mình thì mình ăn cũng ngon rồi. Mình không có đòi hỏi họ phải cho đồ chay như ở quán. 30. Học tập đạo đức, rèn luyện sức khỏe. Đi bộ thôi chứ con không có mục đích gì cả. Con đi như này không có mục đích thuyết pháp giảng đạo gì cả. Chỉ mong học tập và có đạo đức, có sức khỏe. Học theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Tuy học không hết nhưng học một phần nhỏ nhỏ cũng là được rồi. 31. Cái áo cà sa này, nó không có gì quý giá cả. Giờ ra đường, ai muốn lấy thì cho họ lấy cũng được. Tại vì lấy cái này thì con mấy cái khác thì rất là nhiều. Cho nên con không phải lo, mà cũng không quý giá gì cả. Toàn là giải dơ, giải bẩn, không có ai thèm lấy, mà chê quỷ hờn nên có mặt nên là con mặc như thế thấy an toàn hơn chứ mặc đồ vàng, nhiều khi họ tưởng nát tiền họ cướp nữa. Còn đồ này thì cho họ cướp thoải mái, con không có lo. 32. Khi mà họ khen chê, bình thường mà trời đang nắng khác, ai cho một hai chai nước thì là rất quý. Nhưng khi mình đã có rồi họ cho thêm thì nặng. Cái nhu cầu của mình không có mà mình ôm thêm thì là khổ, nhưng mà mình vẫn biết như thế, họ cho cũng tốt đẹp, hay là khi nắng quá, mình kham nhẫn cũng tốt đẹp, tập cân bằng được. Khi mà đi trên đường không ai cho cái gì lại nổi sân, hay cho nhiều quá cũng nổi sân thì mình về, mình bắt đầu tập niệm điều hòa. Đó là cái mình đi trên đường để điều hòa thân tâm, để học được Chứ con ở thất núi hang thì không có, đi về không gặp ai thì đâu có chuyện này xảy ra. 33. Con xin nhận tấm lòng rồi hồi hướng công đức, chứ con không dùng áo của mọi người cho. Giải của con là nhặt ở ngoài đống rác, ngoài nghĩa địa, ngoài đường thì mới mặc được. Hạnh đầu đà của con thì mọi người quan hỷ. Mọi người đã phát tâm như thế thì đã cúng dường cho Phật pháp tăng rồi, đều được hồi hướng công đức. Con cũng xin nhận tấm lòng đó rồi hồi hướng cho họ, rồi hồi hướng cho mọi người được công đức. 34. Con từng bị xét đánh chết. Con cũng thấy rồi, thấy sự chết. Mình cảm giác mình ở một không gian trống rỗng, không có ai bên mình. Mình thấy họ nhưng họ không thấy mình. Khi đó mình xuất ra khỏi thân thể xác họ khiên đi còn mình thì lơ lửng không biết đường đi lối lại mình thấy như thế mình tưởng chết là hết nhưng không phải 35. đây không phải là thời mạt pháp đây là một thời kỳ tưởng pháp nên là có cả tu các pháp môn 37 phẩm đạo đến thời mạt pháp thì không có gì nữa cả không có pháp gì nữa lúc đấy không có ai biết tu không có thiện, không có pháp nữa. Khi đó, ba trung kiếp, trung kiếp cao binh, trung kiếp bệnh tật, trung kiếp đói khát, không có một chữ thiện nữa. Ở hiện tại, tu Tịnh độ niệm Phật có phải là con đường dễ nhất không? Tùy theo người này cho niệm Phật là dễ, người kia tu Nam tông, Bắc tông là dễ. Tùy theo căn cơ của họ, chẳng hạn đi học có 12 môn toán lý quá ấy. Có ông này cho môn này là dễ, môn khác là khó. Cho nên, tùy theo cơ duyên, nếu thuận duyên thì là dễ. Cho nên, mình không thể nào nói cái này dễ, cái này khó. 36. Nói tốt, nó xấu, hoặc khen chê con thì rồi cũng vậy. Nhưng con phát nguyện ra hai tâm trạng. Người cho con thức ăn thì con thấy họ rất vui và hạnh phúc. Còn người chửi con thì con thấy họ đỏ mặt không tự nhiên. 37. Cho dù Phật có nói là tùy chúng sinh, nhưng mà mình từ bi rồi thì nên ăn chay, đừng ăn mặn nữa. Con thấy ăn chay mình sống tốt mà, đâu phải cứ ăn mặn là ngon đâu. Con thì ngày xưa một số động vật con vẫn dùng, nhưng mà một thời gian sau con không ăn động vật nữa, sữa bò cũng không uống nữa. Mặc dù không liên quan đến sát sanh Nhưng mà khi con nhìn thấy mấy con bò Con thấy nó vẫn còn hung hẳn quá Vẫn còn dùng sữa của nó Con thấy tâm bất tịnh Thôi con không uống nữa Nên nó cũng từ bi với mình 38 Lấy áo quần của người chết mai y Thì có sợ họ đòi hay không? Cái này thuộc về đồ của người mất Nói chung mình hiểu một cách đúng như trong kinh dạy thì người mất họ có cái nghiệp của họ, họ đi tái sanh rồi. Còn những cái mà họ cúng đó là do có lòng thương tiếc, biết ơn. Thương tiếc thì cúng lo cho họ, chứ thực tế thì theo nghiệp của họ. Chẳng hạn như con đây, giờ chết đi, có cái áo đi tái sanh thành người khác thì đâu có đòi làm gì nữa. Nhưng mà như con, giờ con dứt bỏ cái đồ này mà ai lượm nhặt để họ sống, để mặc cho ấm, thì con cũng mong họ lượm dùng nữa, mình cũng thấy hạnh phúc. 39. Tên thế danh con bỏ rồi, không nên hỏi cái đó, cái đấy không dùng nữa, qua rồi. Giờ con xả bỏ những cái quá khứ mình không muốn nói nữa, tên pháp danh hiện tại là Minh Tuệ. 40. Thời Đức Phật thì có đi chân không? trong kinh nói như thế trong tràng luật thì có người vẫn đi dép như tỳ kheo mọi người đọc thì sẽ biết như con thì không mang dép sẽ tốt hơn mang dép vì khi mình đi là để chánh niệm biết đau chân để mình nhìn đường mình đi chứ mà mang dép thì cứ kéo lẹt xẹt mắt thì nhìn lên trời chứ không lo nhìn ở dưới còn khi mình không có đi dép thì mình lo nhìn xuống dưới để tránh bớt đá, gai nhọn và không dẫm phải chúng sanh như là kiến. Khi đi dép thì cái chân êm rồi nên cũng không lo nữa. Một người đi khất thực mà đi dép hay là đi chân không là đã thấy cái hạnh khác nhau rồi. 41. Thời Đức Phật bây giờ thuyết pháp có hàng trăm hàng ngàn Phật tử ở xa, vậy làm sao có thể nói xa đến vậy để các Phật tử nghe rõ? Lúc đó Ngài dùng thần lực, thần thông của Ngài. Ngài nói thuyết pháp tận hàng xa cây số. Giọng nói phước báo của Ngài nói tới tam thiên đại thiên thế giới. Dù ở xa kiểu mấy cũng nghe tận cùng trái đất. Còn loa của mình còn nhỏ lắm, so với Đức Thế Tôn không đáng bao nhiêu cả. Khi Ngài thuyết pháp thì các con vật như ếch, nhái, sâu bọ đều nghe được hết cả. 42 nhiều người làm ăn chân chính hiền lành thì lại gặp những điều không hay tới là do nhân quả đời trước họ đang có khi người làm ác chẳng hạn có một người ở trong nhà có hai tỷ bạc nó đang sẵn có ở trong nhà giờ người đó ra đốt nhà người ta mình làm ác nhưng mà hai tỷ ở nhà mình vẫn chưa hết phước báo ở đó chưa hết khi phước báo hết nó mới xảy ra tới điều không hay còn người mà làm thiện, do đời này làm thiện, nhưng đời trước lại làm ác. Cái ác đó vẫn còn tiêu chưa hết. Phải chờ hết cái ác đó đã, rồi phước báo thiện nó mới tới, mới hưởng được. 43. Khi mình mất năng lượng ở trong tâm, tâm mình nó không hoan hỷ nữa. Vậy thì mình phải sống từ bi, bố thí với mọi người, thương mọi chúng sanh và giữ giới học tứ niệm xứ tu thiền đọc kinh ni ca gia trong đó có kinh trung bộ đọc bài số 10, học giữ giới học tu hành an trú tứ niệm xứ phát nguyện bồ đề tâm làm lợi ích cho mọi người là được nói chung là nghe tất cả các kinh sách đại thừa nghe cả tiểu bộ trung bộ nghe hết không nghe kinh tụng mà nghe kinh bát nhã nghe hết rồi mình tự tu hành tại gia tập ngồi thiền, tập hơi thở, tập dần, muốn có định phải giữ giới và tu thiền, sẽ có trí tuệ và hạnh phúc. 44. Trong năm giới đó thì mình cố gắng hạn chế, nhưng mà uống rượu thì mình đừng có uống, còn dâm dục thì vợ chồng thì vẫn được, không sao cả. Như thế gọi là giới cư sĩ. Dâm dục thì nếu bỏ được thì nên bỏ càng tốt vì nó sinh phiền não, khổ đau, mất năng lượng, hút tinh khí, nguyên khí, rồi mất năng lượng nên không thiền được nữa. Nhưng mà trong cuộc sống, cái đó là rất cần thiết. Bây giờ làm sao nó ngưng là ngưng được, nhưng mà mình phải từ bỏ. Như con xuất gia thì giờ cho con con không thèm nữa. Mình thấy không chịu nổi thì mình chạy ra xa. Mình đừng có bao giờ nhìn, tiếp cận, sống tránh xa và làm cho mình bẩn hôi, nhóp, xấu để gái họ tha cho mình. Để tự bảo vệ, mình xuống đây là như một trò chơi, mình cứ mê đắm vào dục vọng thì càng giết chết mình. Khi có trí tuệ sáng suốt mới thấy, càng đâm đầu vào thì càng đen tối và càng si mê. 45. Nếu người ta xin y áo hay bình bát của con để tu hành, tu tập, thì con cho, còn xin đẹp nhất hay làm chuyện này chuyện kia thì không nên xin. Mọi người phát tâm tu hành vô thượng chính đẳng chính giác thì con dân cả y cả áo, con đi mai cái khác. Còn xin với mục đích lung tung thì không nên, còn phải đi làm cái khác cũng vất giả cho mình. 46. Những nơi đang diễn ra chiến tranh là do những con người đó ưa sân hận. Nếu mà những người nào mà cái tâm ưa sân hận thì sẽ sanh về nước có chiến tranh, còn những người ưa hòa bình thì sanh về nước hòa bình. Chẳng hạn như sanh về chỗ tu hành, thì những người tu hành họ đâu có chiến tranh đâu. Do cái nhân là cái tâm sân hận, những người nào độc ác họ sẽ sanh về đó, còn những người hiền lành thì sẽ sanh về nơi hiền lành. 47. Đời là vô thường, sống nay chết mai đâu ai biết, nên con phải sớm đi tu Lỡ mai chết mất thân này thì đâu còn cơ hội. 48. Mọi người không nên học bói toán vì có cái đúng, cái không đúng. Đức Phật không có dạy xem bói. Hơn nữa, nếu họ tài giỏi thì họ đã bói cho họ rồi. 49. Còn không có thần thông thần chú ban pháp gọi là bệnh tỳ bệnh thần thông thần biến gì cả. Mọi người đừng lại con mà hãy lại Phật Pháp Tăng. 50. Con thấy mục đích Phật dạy rất cao cả nên con muốn đi tu và quyết định xuất gia. 51. Chết thì cũng chết mà sống thì cũng sống mà nên ai cũng đều vậy. Mình nghĩ như thế rồi là mình nói là cho dù ế ẩm hay là mình làm không khá đi chăng nữa nhưng mà tâm mình không có buồn khổ mình vẫn được hạnh phúc cái đó là cốt lỗi thôi Chứ mà ở đời thì cái lòng tham lam của mình nhiều, không biết như thế nào là thành công mới được. 52. Làm cái điều thiện lành là đạo Phật. Đạo Phật là đạo đem đến giác ngộ trí tuệ giải thoát. Xả bỏ cái đời sống không còn đau khổ nữa là Niết Bàn. Đó là đạo Phật. 53. Ở nhà mọi người nên tụng kinh vô lượng thọ, kinh cầu siêu, cầu an, Cầu siêu chú Đại bi rồi mình phải giữ giới, sống năm giới, cứ nhớ lấy là đừng có bao giờ thấy hại ác làm ác. 54. Cha mẹ con lúc đầu không cho, sau đó thì cũng chấp thuận. Con được cha mẹ chia phần tài sản như các anh em trong nhà, nhưng con từ chối, con chỉ xin cha mẹ ký giấy cho con xuất gia thôi. 55. Chánh là đem lại điều thiện lợi ích cho mình và cho người khác là tránh theo lời Phật dạy. Còn tà là đem lại điều ác, khổ đau cho mình và cho người khác là tà. Đem lại những lời không theo giới luật, đem lại những xui rủi trộm cấp tà dâm sát sanh đó là tà, ngược lại là chánh đạo. 56. Con vẫn dùng thuốc như cơm, bánh mì, trái cây họ cho, đối với con là thuốc khi mà họ cho thuốc uống hay gì khi ăn cơm họ cho con vẫn uống luôn. Chẳng hạn như giờ ăn uống xong rồi mà họ cho thuốc thì con không dùng nữa. Hiện tại thì như thế. Đức Phật thì vẫn cho các tỳ kheo dùng thuốc mà. 57. Họ muốn quay thì quay, chụp thì chụp, chứ con không lo sợ gì. Với lại sự nổi tiếng này, con cũng không có mong con đi tu hành không vì danh lợi, cầu mong mọi người được hạnh phúc và con được giải thoát. Học theo Phật thì không phải dễ, phải học ngày đêm và suốt đời chứ không phải đơn giản. Khi nghiệp độ tới, nhân quả tới thì mình bỏ chạy không kịp. 58. Có người hỏi con ngủ ở nghĩa địa có thấy gì không? Con nói không thấy cũng không đúng. Có khi con thấy bóng đen nào đó đi qua nhưng không ảnh hưởng gì đến con thì con nói thấy hay không thấy cũng vậy. 59. Mình sống đời sống bát chánh đạo là niệm Phật rồi. Giữ giới luật như Đức Phật. Ngài làm như thế nào thì mình làm như thế. Tập sống đời sống của Ngài và các bậc thánh như thế. Nhưng mà khi nào mình muốn niệm hồng danh Ngài thì mình niệm Nam Mô Bổn Sư Sakya Mô Ni Phật nhưng cơ bản thì mình giữ giới và thực hành đầy đủ. 60. Ngày nào con cũng xin ăn không quá một bữa cơm mỗi ngày để nuôi thân tu hành, con không tích chứa để dành hoặc là xin thêm. 61. Con không sử dụng y áo có màu giống với các tu sĩ và nói mình ở chùa nào, vì con không muốn mượn hình ảnh để xúc phạm đến sư thầy và các chùa. Người ta có thể nói con lợi dụng để lừa đảo hay làm điều sai trái làm ảnh hưởng đến họ. 62. Trước khi đi tu, con cũng có việc làm như bao người, nhưng con không hạnh phúc, bởi con tư duy thấy rằng cho dù ai có việc làm, có công chức, cuộc sống ổn định, nhưng rồi cũng bệnh, cũng già, già chết như nhau, con sẽ giống họ. 63. Con muốn học những điều Phật dạy cao siêu, vi diệu, tối ưu thiền định trí tuệ thoát được khổ đau và an lạc hạnh phúc. 64. Còn đi tu là để cầu giải thoát khi đắc đạo chánh đặng chánh giác con mới đền đáp được công ơn cha mẹ. 65. Trong lòng con không còn ích kỷ thù hận con coi tất cả mọi người trong thế gian đều bình đẳng. 66. Thay vì học bói toán mọi người nên học đạo đức giới luật cố gắng giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu bia sẽ được hạnh phúc. 67. Có người hỏi con ngủ trong chòi lá, rừng cây lạnh lẽo, rét buốt làm sao ngủ ngon bằng ở phòng kính, chăn ấm nệm êm. Con nói vẫn ngon, vì theo lời Đức Phật dạy, ngủ ở đâu cũng ngon nếu không có khởi tâm dâm dục. 68. Sáu ai nói xấu con hay chửi mắng con thì con không giận họ và chúc họ may mắn. Ai nói tốt con hay khen tặng con thì con bình tâm, không để mình bị dính mất vào ngã mạng và con cũng chúc cho họ hạnh phúc. 69. Khi nào con thành tựu được chánh đẳng chánh giác, con mới giảng pháp cho mọi người được. Bây giờ, người nào muốn học thì cứ lên mạng nghe giảng của các sư thầy. Kinh sách nào của Phật cũng đều có cả. 70. Những người tu hành, già cả hay nghèo khổ, mình nên bố thí cho họ cơm ăn, y áo vật thực hay cái gì đó. Những người xa ngã ăn chơi hư hỏng, mình bày cho họ đừng sát sinh trộm cắp, sống lương thiện, giữ trọn năm giới, đó là bố thí pháp. 71. Khi đang đọc kinh mà buồn ngủ, là do cái nghiệp của mình Giờ mình muốn thoát khỏi thì mình phải giữ giới, mình tu hành để dần dần mình bỏ nó đi hết. 72. Quỷ y ba năm, nhưng vẫn tham sân si nóng giận. Muốn bỏ thì phải quán bất tịnh, sống xả bỏ tham sân hận thì phải tu tập từ cái tâm từ bi, yêu thương tất cả mọi chúng sanh, đừng có làm hại ai cả, kể cả sinh vật nữa. Thương yêu kẻ thù mình cũng giống như cha mẹ của mình. Tập cái đó. Còn cái si mê thì quản nhân duyên. Có cái này có cái kia. Quản 12 nhân duyên thì dần dần sẽ bỏ si mê đi. Sống có chánh kiến. 73. Còn không cần phải ước nguyện. Mà tự họ làm điều đúng như lời Phật dạy. Họ giữ giới, họ tu hành, họ phát tâm. Thì họ được như ý nguyện cái đó là tự họ thành tựu. Nếu mà họ không giữ giới hay làm điều ác thì câu điều đó sẽ không được. Bản thân họ phải giữ giới, giữ hạnh, làm chân chánh thì tự nhiên họ được. Giới luật là nền tảng, là gốc. Phật dạy giới định tuệ ở đó. Mình học làm theo, mình tin tưởng thì nguyện cái gì được cái đấy. 74. Con không phải là sư, là thầy gì cả, con là công dân Việt Nam giống như mọi người thôi, con chỉ muốn học tu, con không có mục đích tuyên truyền hay rao giảng gì cả, tất cả lời Phật dạy đều có trên mạng. 75. Con không có gì hết, nên con không sợ bị ai đánh đập hay giết mình để lấy của, con không sợ chết, bởi con đâu có thứ gì tiếc uổng cần phải sống để giữ nó. 76. Sau thời gian ở một chỗ, con thấy mình không có cơ hội xúc chạm để thử thách tham sân si, nên con quyết định bộ hành từ Nam ra Bắc rồi ngược lại. Con không dám nói trước cho đến lúc nào thì con dừng. 77. Con không kêu gọi hay lập ekip đi theo quay phim con, nhưng con cũng không xua đuổi họ. Nếu họ vì quay phim con mà được lợi ích thì con cũng chúc họ hạnh phúc. 78. tám ai không có thứ gì đáng giá trên người mới là hạnh phúc vì họ không còn phải lo giữ gì cả. 79. Khi nào con thành tựu được chánh đẳng chánh giác, con mới giảng pháp cho mọi người được. Bây giờ người nào muốn học thì cứ lên mạng nghe giảng của các sư thầy, kinh sách nào của Phật cũng đều có cả. 80. Lúc đầu tu học thì con không hiểu được gì nhiều. Con như người học lớp 1, rồi học lớp 2, từ từ học lên nữa. Người ta cũng chỉ cho con, con mới hiểu nhiều hơn. 81. Con học tu ở chùa một thời gian, có pháp danh là Thích Minh Tuệ. Sau đó con thấy không hợp, nên con rời bỏ chùa, lên núi ẩn cư một mình trong hốc đá, hàng ngày đi khất thực. Dù Phật không có nói, nhưng con chọn ngủ ngồi ba năm rồi không có nằm Con ngủ ngồi là con muốn bỏ cái ngủ đi Khi nào mệt quá thì ngồi dựa vào gốc cây hay bờ tường cũng được 82. Con tuyệt đối không nhận tiền vàng và vật phẩm của ai với bất kỳ hình thức nào 83. Bình bác để nhận thức ăn là do con sửa chế từ nồi cơm điện người ta cho con. Đó không phải là y bác của quý sư thầy. 84. Giờ đây con coi mọi người đều là anh em cha mẹ con, giờ nếu anh có chửi con, con vẫn coi anh là bạn. 85. Người ta có đánh con, con vẫn chúc mọi điều tốt đẹp đến với họ, con nguyện ước chúc cho mọi người được hạnh phúc. 86. Ăn chay mà giữ giới thì cũng thành đạt trong việc tu Phật được, người ta cho con ăn chay mặn có đủ khi ăn, con chọn thức ăn chay. 87. Đối với con, ở đâu cũng là chùa, nên con không quan trọng lý do sao chùa này mở cửa, chùa kia đóng cửa. 88. Con đi bộ để rèn luyện sức khỏe thôi, giống như đi bộ, marathon, để có sức khỏe, có nghị lực, để học tập cho mình, chứ không có mục đích gì khác. Cái hạnh của con không có chỗ ở, lang thang, này đây mai đó. 89. Trước đây, con ở cả chùa và ở cả tỉnh xá. Nhưng con đi như thế này thì con không nói chùa nữa. Khi con đi như thế này, nói rồi làm ảnh hưởng tới họ. 90. Có người cấm con đi khất thực xin ăn, thì đó là nghiệp của người đó. Con cũng nghĩ làm sao mà anh cấm xin đồ được. Đi trên đường, thì họ tự nguyện cho. Anh cấm thì anh lại nói với họ đừng có cho. Mình nghĩ cũng vô lý, nhưng mà đó là duyên nghiệp nhân quả. Mình mỉm cười vui vẻ. Nếu một người hay cả quyền đều không cho thì mình cũng đi ngang qua thôi. Họ không cho thì mình nhịn đói, mình sang quyền khác. 91. Con còn đi nhiều, giờ con cũng không biết đi về đâu cả. Mình hữu duyên đi học tập Hữu duyên mình đi chỗ nào thì mình ở chỗ đó, mục đích sống của mình là ở chỗ này một ít, chỗ kia một ít. 92. Mình đừng có quan tâm tích cực hay tiêu cực gì cả, mình đừng có nhận cái luồng nào cả. Nếu mà người nào cho là tiêu cực thì người đó tiêu cực, người nào mà cho tích cực thì người đó tích cực. Đừng có quan tâm tôi đúng, tôi sai gì cả. 93. Con giờ không có cái gì nữa Con giờ còn có cái mạng không Các ông muốn bắt thì bắt Muốn giết thì giết Còn cho con sống thì con tu tiếp Con cũng không có tiền bạc tài sản gì để ra cả 94 Thầy có đọc kinh gì không? Thầy trả lời Dạ có Phải nghe kinh Nikaya Và kinh A Hàm Khi nào rảnh rỗi thì mình nghe 95 khi con thấy một ngôi nhà đẹp mà bỏ hoang Con có vào đó xin ngủ qua đêm Con ngồi ngoài sân Thì lúc đấy cũng 4 giờ sáng Nghe như có ai ở trong nhà làm gì đó Thì con nhìn thấy Con nói con đệ tử người tu hành Cho con xin ngồi đây Chứ con chả tham gì đâu Con nghĩ mặc kệ Quỷ hay gì Muốn làm gì thì làm Con ngủ xong thì con đi ở đời thì đều có quỷ thần cả, chứ không phải là không có. Những nơi như nghĩa địa thì ít, không có, nhưng mà chỗ nhà họ bỏ đẹp đẹp thì hay có, còn rừng và gốc cây thì khác. Như nghĩa địa, vẫn có quỷ thần, nhưng quỷ thần đó họ lương thiện không phá. Còn quỷ thần đi phá nhà người ta rồi á, thì họ có tâm chiếm đoạt, ai tới họ cũng muốn phá đuổi đi. 96 giữa tháng 7 năm 2015, con đi làm vô tình nghe được Phật Pháp. Con phát nguyện ăn chay ngày một bữa, tìm đọc kinh sách Phật dài giữ giới trong 6 tháng. 97. Mình đi bộ hành thì mình có tắm không thầy? Sư trả lời, mình tắm ở sông suối ao hồ, sau 15 ngày mình mới tắm một lần. 98. Học theo lời Phật dạy thì không phải dễ, phải học ngày đêm, học suốt đời. Khi bình thường như thế này, không có chuyện gì xảy ra thì không có sao. Khi nghiệp nó đổ tới, rời bỏ chạy chứ đỡ không được. Nghiệp nó tới, bệnh tật đến, nhân quả nó tới. Mình nói thì nói thì hay, nhưng đến khi làm thì bỏ chạy. 99 chuyện tiền bạc nó ra thì đụng đến nhiều người tại vì có nhiều người người ta đi khất thực có khả năng người ta có thể nhận tiền có khả năng người ta không nhận tiền tùy theo từng vị sư vì họ muốn nhận cái gì thì họ nhận cái đó nhưng riêng đối với con thì con không nhận tiền còn họ thì mặc kệ một trăm sáu năm qua con không là nhân sự ở chùa nào con không là nam tông hay bắc tông cũng không phải là tu sĩ của phật giáo việt nam bởi con tự thấy đạo đức của con chưa đạt đến cảnh giới đó kính thưa quý vị và các bạn trên đây là bài viết tập hợp lại những câu trả lời mà thầy thích minh tuệ đã chia sẻ giải đáp tường tận các câu hỏi của mọi người bài viết được tổng hợp với mục đích đem chánh pháp của sư đến giữa những ai cần tìm hiểu và không có mục đích gì khác nếu các từ ngữ trong bài có gì sai và chưa chuẩn xác. Kính mong quý vị vui vẻ góp ý ở phần bình luận của video để các video sau của chúng tôi được hoàn thiện hơn. Quý vị hãy để lại những lời cầu chúc an lạc nhất tới Sư Thầy Minh Tuệ ở phần bình luận. Còn bây giờ, hãy hành nguyện theo con đường tu hành theo chánh pháp của Đức Phật. Hãy tỉnh thức, nhận biết thân tâm và nhìn theo bước chân không nghĩ của Sư Thầy Minh Tuệ cảm ơn quý vị đã theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại